Hôm nay con về phải không? Dạ. Ừ, giờ con về, giờ con về Cà Mau luôn ha, con về nhà cậu hai, con Về nhà bà nội. về nhà bà nội hả, Dạ. chứ không về nhà cậu hai hả? Nè con, bây giờ con phải nói rõ họ tên, nói cho bà, cho bà con trên mạng người ta nghe nè, con họ tên gì, tên đầy đủ tên gì nè. Dạ Quốc Trần. Cái gì? À, nhiêu tuổi? Con ngó đây nè, con ngó đây nè, khán giả ta đang dùng à. Mấy tuổi? Bây giờ nó có 2 tuổi rồi. 6 tuổi hả? Con đi học chưa? Dạ đi rồi. Học lớp gì? Học học chốt 2. Lớp lớp 2 hả? Nhà con được mấy anh em nè? Hai là số mấy? Đâu con giơ tay là hai là số mấy đâu? Đâu số 2 đâu? Học giỏi quá ha. Cô dạy giỏi quá. Số 2 là nhiêu? Số 2 là nhiêu đâu? Giơ ông coi coi. À, anh con tên gì? À, rồi con nói gì với anh hai không? Giờ bây giờ con nói gì với anh hai đi. Anh hai trong đây nè, con nói với anh hai đi. À, con có nhớ không? Nhớ ông nội bà nội không? À, nhớ ông nội bà nội. Còn nhớ ai nữa không? Nhớ cha nữa hả? Nhớ cha mà có đâu mẹ, con phải ngó vô ngay nè. Con nhớ cha này nữa nè. Cha ơi, con nhớ cha quá, vô tay đi. Ừ, rồi sao? Bây giờ con nhớ ta. Chừng nào con về? Chiều chủ nhật con về phải không? Chiều chủ nhật con về với cha phải không? Rồi con lại, con ôm ông ngoại cái đi, cho ông quay con với ông ngoại cái đi. À, đó hai con nhỏ đó rồi. Ờ, đúng rồi, hôn ông ngoại cái, hôn ngoại cái đi. Con thương ông ngoại không? Thương phải không? Thương. Ừ rồi thôi, giờ nè Phước Vinh về, giờ khỏe nha, học giỏi nha. Nhớ mốt mà ông xuống là nhớ cho ông con cá trình nha. Cho ông có cho cá trình không? Cho nha. Con có biết số điện thoại nhà cha con không? Biết số điện thoại mẹ không? Đọc số điện thoại mẹ lên đây luôn. Rồi. Không, cho em nữa, 62 trứng nha. 62 trứng. Thôi à. Ông bảy, chúc cô gì gì mạnh khỏe nha, học giỏi nha. Dạ. Có dịp ông bảy nhiều. Bye bye ông bảy. Có mời ông bảy xuống dưới chơi không? Có dịp ông bảy về Cà Mau. Về Cà Mau. Vô nhà Phước Vinh chơi. Phước Vinh cho ông bảy ăn gì? Ăn cá trình. Mời ông bảy có lóc đồng nướng. Bảy có lóc đồng nướng. Mà mẹ mày khôn quá, cá trình mấy chục cái, mấy trăm ngàn ký không ăn cho. Rồi thôi chú về mình khỏe nha. Rồi rồi, xin tạm biệt. Chừng nào ra ra cổng đây. Nó chạy lên tới, nó chạy lên đây lấy đồ. Xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình nằm trên viện đây, thì có mấy chú em thì họ nằm chung viện mà nay ra viện trước nha. Chờ nhà chú thì ở Cà Mau nhưng mà sinh sống tại Đồng Nai nha, ở ngay ngã ba Vũng Tàu đây nè. Đấy, cho nên mình sẵn đây thì mình cũng livestream trực tiếp cho các bạn xem, để cái khi mà anh em nằm bệnh viện có mấy ngày thôi, nhưng mà cũng gắn bó tình cảm, chia tay nha. Rồi rồi, chúc anh với Vinh chào đi. Rồi chào các bạn nha.